Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Lâm Gia. Và như các bạn đã thấy, trước mặt mình đây đang là một bộ vít đến từ Xiaomi. Hôm nay mình sẽ mở hộp và trên tay anh sản phẩm này. Ở mặt trước thì các bạn cũng đã nhìn thấy được hình sản phẩm của mình được mở ra một phần. Ngoài ra thì sẽ không còn thông tin gì nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở vào hộp bên trong. Đầu tiên đó là một tờ giấy. Thì tờ giấy này toàn ghi bằng tiếng Trung thôi, mình cũng không rõ nó là gì. Cùng đi đến với nhân vật chính. Nhìn qua về bên ngoài hộp đựng, hộp này có vẻ như là làm bằng nhôm, nhìn khá là đẹp. Đây thì mình thử nhấn vào để mở ra. Nhấn vào để mở ra. Thì đúng thiệt, chiếc hộp bên ngoài này được làm bằng kim loại, nhìn rất là đẹp. Ở đằng sau sẽ có một logo. Ở đây thì hộp này sẽ làm bằng nhựa. Ở phía bên tay trái thì đây chính là phần thân dùng để gắn các đầu vào. Ở bên đây sẽ bao gồm rất là nhiều đầu, tận tới 24 đầu. Mình thấy ở đây khá là hay, ở trên mỗi đầu sẽ đều có in thông tin của những loại đầu này, như là PH2, PH1, PH0 và PH00 vân vân. Ngoài ra ở phần trên của mỗi đầu còn có để hình của loại đầu đó, như là loại đầu đây là ba ke, loại đầu dẹp, loại đầu này là như là ngũ giác, lục giác vân vân, rất là nhiều loại đầu, có tận tới 24 loại đầu. Và một điều hay hơn nữa là ở đây nó sẽ còn có cả hít lợi. Đây, nó hít lợi dính lợi. Phía bên dưới chính là một cái gờ để mình giữ lại trong chiếc hộp, để khi mình nhấn vào thì nó sẽ bung ra. Đây, nhấn vào thì nó sẽ mở ra, và nhấn vào một lần nữa thì nó sẽ đóng lại. Bây giờ mình sẽ lấy thử một đầu để mình mở thử. Và mình sẽ mở thử chiếc đồng hồ này. Khi các bạn cắm đầu vào, chỉ cần để nhẹ vào thì nó sẽ hít lại. Cảm giác rất là chắc chắn. Thực sự mở rất là dễ. Các bạn để vào và một ngón tay chỏ sẽ ở đây, sẽ có một phần thiết kế để có thể quay được. Và các bạn một ngón tay chỏ bạn sẽ giữ ở trên và dưới bạn sẽ vặn ra rất là dễ dàng. Thì mục đích chủ yếu mình mua bộ vít này cũng là chỉ dùng để mình sẽ mổ bụng chiếc đồng hồ G-Shock này thôi. Bộ vít Xiaomi này được mình đặt trên Shopee với giá tầm hơn 300.000 đồng. Đường link chi tiết về sản phẩm mình sẽ để bên dưới description. Nếu bạn nào muốn mua thì hãy click vào đường link bên dưới để tham khảo nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một video gần nhất. Cùng shop pi 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 cùng la ya da 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 da. Cùng ti ki 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 ki. Thôi dẹp đi, mua sắm online, subscribe Lâm Gia Channel.